Xin chào, mình là Mạnh Linh. Năm nay mình đã ngoài 20 tuổi rồi, tất nhiên là chưa tới 30. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Từ bé thì chắc hẳn là ai cũng thích ăn pizza và mình cũng là một trong số những người như vậy. Ăn pizza này, sau đó thì theo dõi đội tuyển Ý và mình đặc biệt thích chú Pirlo khi mà chú ấy đá tuyến giữa. Từ cái việc yêu thích pizza này và thích xem đội tuyển Ý thì mình bắt đầu quan tâm tới văn hóa Ý và văn hóa châu Âu. Đến khi mà mình có khả năng để tự mua một chiếc xe máy riêng cho bản thân ấy, thì mình rất là thích những cái mẫu xe tay ga tới từ đất nước Ý. Nhưng khi đó thì có lẽ là rất nhiều người sẽ bắt gặp một cái câu chuyện quen thuộc thôi. Đó là con thì thích những cái xe của châu Âu, xe của Ý, nhưng bố mẹ thì đã có một cái định kiến ở trong đầu rằng là phải chọn xe Nhật thì mới bền. Do đó thì lúc này mình phải giải quyết một cái bài toán, đó là tìm một chiếc xe mà phù hợp với sở thích của bản thân nhưng vẫn đáp ứng được cái nhu cầu về sự thực dụng và bền bỉ mà bố mẹ mình mong muốn. Sau khi suy đi tính lại thì mình thấy rằng là không có cái sự lựa chọn nào phù hợp hơn chiếc Yamaha Grande, một chiếc xe mà vừa đáp ứng được cái sở thích của mình, một chút cái niềm yêu thích với cả văn hóa Ý trên những cái đường nét thiết kế, nhưng vẫn là một thương hiệu của Nhật Bản, để bố mẹ mình nhìn vào cái sự lựa chọn của mình vẫn cảm thấy yên tâm. Và đặc biệt là trên chiếc xe này còn được mang lên rất nhiều những cái công nghệ nữa, phù hợp với một người trẻ như mình. Từ đó thì chiếc xe này trở thành người bạn đồng hành tin cậy của mình trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên không những là tổng thể thiết kế mà còn là cái phần đầu xe với những cái dải đèn LED được làm rất là cầu kỳ, và đặc biệt là cái cụm đèn chiếu sáng này được tạo hình viên kim cương. Và kể cả phía sau cũng có đèn LED, các bạn hãy nhìn cái đuôi xe ấy, nó được vuốt khá là gọn gàng so với cái phiên bản trước kia của Grande. Nhắc đến gọn gàng thì không những là đuôi xe đâu mà còn cả cái yên xe và toàn bộ cái thân xe nữa. Tất nhiên câu chuyện thẩm mỹ nó là một phần, nhưng cái mình quan tâm nhất ấy, chính là cái sự gọn gàng khi mà mình di chuyển trong đô thị, đặc biệt là khi mà tắc đường, thêm với cả cái tay nắm này ở phía sau để dễ dàng dắt xe ra khỏi điểm đỗ. Và các bạn hãy nhìn kỹ những cái chi tiết như là cái tay nắm phía sau hay là hai cái phanh ấy. Thông thường ở trên những chiếc xe ga khác thì đó là cái màu mạ chrome, còn với Grande thì Yamaha đã phủ lên một cái lớp sơn nhám để tăng độ ma sát cũng như là một cái điểm nhấn để giúp cho chiếc xe trông trẻ trung và gần gũi hơn. Thân xe thon gọn lại không có nghĩa là dung tích của cốp bị giảm đi, mà tôi vẫn có thể để được rất là nhiều đồ như mũ bảo hiểm này, thậm chí là để nguyên một cái ba lô và rất nhiều cái tài liệu. Thực sự là nói đến đây thì mới thấy rằng là bố mẹ tôi đã không sai khi mà khuyên tôi là lựa chọn cái sự thực dụng của một chiếc xe tới từ Nhật Bản. Một phần để có cái cốp xe rộng như vậy là nhờ cái nắp bình xăng được đặt ở phía bên ngoài. Đây là một cái điểm tôi cực kỳ thích ở trên Grande. Nói không quá chứ đôi khi đây lại là một cái yếu tố quyết định để tôi lựa chọn Grande chứ không phải là những chiếc xe tay ga khác ở trong cái phân khúc này. Nói tới đây thì mình nhớ lại một cái câu chuyện ngày trước khi mà mình có một cái buổi đi chơi với một cô bạn gái. Dù có rất nhiều điều lãng mạn nhưng mà có một cái tình huống là mình cùng với cả chiếc xe và cô bạn gái lên dốc, thì lên đến giữa dốc thì chiếc xe bị tụt lại. Và tất nhiên là không có tai nạn gì nghiêm trọng, không bị ngã ra, nhưng mà đó gần như là một cái điểm nhấn ở trong cái buổi hẹn hò đó. Để sau khi về nhà ấy, thì mình có hỏi bạn gái ấy là hôm nay trong cái buổi đi chơi với tớ thì cậu nhớ nhất điều gì? Thì bạn ấy gặp, bỏ qua hết tất cả những cái điều lãng mạn, thì cái mà bạn ấy nhớ nhất chính là cái pha tụt dốc đó. Bây giờ Grande với cái công nghệ động cơ Blue Core Hybrid, đặc biệt là cái Hybrid, thì giúp cho chiếc xe tăng tốc tốt hơn này. Những cái pha leo dốc, những cái pha bứt tốc hay những cái tình huống cần phải đề pha thì chiếc xe có được một cái sức kéo tốt hơn. Và bây giờ thì xe cộ ngon lành rồi, leo dốc cũng không hề ngại ngần nữa. Nhưng mà thực sự thì cũng không còn cái cô bạn gái đấy ở bên cạnh để mà cùng trải nghiệm
cái động cơ mạnh và không sợ gì cái con dốc ngày xưa. Công nghệ động cơ Blue Core Hybrid còn mang tới cái khả năng vận hành êm ái. Êm ái ở đây nó có 3 yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên chính là cái tiếng nổ của động cơ, nghe nó chỉ tạch 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 liu riu thôi, cảm giác rất là dễ chịu. Và kể cả khi mình có những cái pha bứt tốc, vít sâu tay ga thì cái động cơ này nó cũng không kêu quá to. Cái yếu tố thứ hai về độ êm ái ấy, chính là việc cái động cơ này nó không hề bị rung. Cảm giác chiếc xe lướt đi trên đường và những cái rung động gần như là nó không truyền vào cái người ngồi ở trên xe, kể cả một người đi hay là chở thêm một người phía sau thì cũng không hề cảm nhận quá rõ cái độ rung. Và cái sự êm ái thứ ba chính là tới từ cái cảm giác của hệ thống ga và hệ thống phanh. Vít cái tay ga lên một cái đi, cảm giác như là nó rất nhạy, nó rất là nhẹ nhàng, kể cả cái thao tác phanh lại cũng như vậy. Chiếc xe không bị giật và cho mình một cái độ kiểm soát rất là tốt. Nói tới câu chuyện phanh thì Grande được trang bị phanh ABS cho bánh trước, và với một cái điều kiện giao thông như ở Việt Nam, thỉnh thoảng chúng ta đang đi có một cái xe tạt ngang đầu, thì đây là một cái tính năng an toàn theo mình thì nên trở thành là bắt buộc cơ bản ở trên bất cứ những chiếc xe nào vào năm 2022. Nó giúp cho mình an toàn sau những cái pha phanh gấp, và quan trọng hơn cả là sau khi phanh, cả người và xe vẫn ở trong cái trạng thái ổn định, đứng im chứ không phải là nằm lăn ra đường. Cái tính năng ngắt động cơ thì giúp cho xe có thể tối ưu cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu, và đặc biệt là cũng là cái điều kiện sử dụng của tôi thôi. Liên tục dừng đèn đỏ này thì động cơ ngắt tạm thời, khi nào cần đi tiếp chỉ cần nhích nhẹ ga thôi là động cơ lại nổ trở lại. Và trong khoảng một tuần đi cùng với Grande mới thì tôi có theo dõi cái mức tiêu thụ nhiên liệu loanh quanh chỉ khoảng từ 1.6 đến 1.7 cho 100 km thôi. Và theo tôi thì cái mức này còn có thể xuống thấp hơn nữa nếu mà chúng ta đi ở cái trạng thái nhẹ nhàng, căn ga thật đều, không có nhiều những cái tình huống cần phải phóng nhanh, phanh gấp. Thì thậm chí là tôi kỳ vọng rằng cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này có thể xuống mức là chỉ khoảng 1.5 lít hoặc là dưới 1.5 lít cho 100 km mà thôi. Gần như là mọi tính năng của xe thì đều được gói gọn vào cái hệ thống Smart Key, bao gồm là mở điện này, mở máy này, mở cốp này, rồi mở bình xăng này. Và tôi lại có một cái Smart Key trông nó nhỏ gọn, xinh xinh, yêu yêu như thế này. Thực sự là đây là một cái cảm xúc nó rất là cá nhân thôi. Mình cầm cái này đôi khi mình ra mình bấm tách tách, cảm giác như là mình đang đi một cái ô tô ấy. Với ứng dụng Yamaha Connect thì tôi có thể định vị được chiếc xe của mình khi không nhớ đang để ở đâu. Rồi, bây giờ thì mình đi trái phố cà phê với cả bạn bè đây. Trên đường đi đến thì phải tranh thủ sạc điện thoại một tí. Điện thoại đang hết pin. Dùng hẳn cái sạc nhanh luôn, có cái tẩu sạc nhá. Dùng hẳn sạc nhanh. Đó, rồi để vào đây. Gọn gàng, đến nơi lại có điện thoại tha hồ chụp ảnh. À đây, tin nhắn nhấp nháy rồi, chắc là bạn mình đang dục nên là đi thôi. Như vậy có thể thấy rằng là Grande hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể trở thành một mẫu xe tay ga quốc dân. Thời trang này, thực dụng đậm chất Nhật Bản này, và tràn ngập những công nghệ của năm 2022 để phục vụ cho những cái trải nghiệm xe được an toàn nhất, được thuận tiện nhất. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của tôi. Đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 300.000 subscriber và cùng đón chờ những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.